Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Video này mình xin giới thiệu các bạn hướng dẫn những thứ cần để làm một con mắt lưng. Và trước tiên mình cần đây. Này là một con mắt để gọi là bộ khung của con mắt. Và cần một cuộn dây dù để mình kéo mắt, và một cuộn dây thun. Và mình cần những con mắt lưng là mình lấy từ những cái lon lưng này ra. Và mình nhờ mẹ mình đi xin chút vải của mấy người may đồ áo dài á. Đây. Và muốn làm kia mình nữa cần những cái này. Và khi gắn vô nó sẽ vậy đây các bạn. Đây, gắn vô nó sẽ vậy đây và mình dán kim nến lại rồi. Cho chắc chắn. Dán cả trong lẫn ngoài rồi mình sẽ gắn như vậy. Đây một con mắt sẽ nếu hoàn chỉnh mà cũng nó sẽ như vậy đây. Và mình và kia là mình sẽ úp cái này vải lên là nó sẽ thành một con mắt. Mắt mình thế này các bạn. Ví dụ mình đây là cái dây thun cho con mắt đó, khi mình để trong á mình chỉ làm một cái sợi dây để kéo xuống, mà khi mà con như con mắt nhấp nháy là mình kéo vậy nè là nó sẽ xuống. Và như ở đây là khi mình kéo xuống là vậy đây, ở ngoài là mình lập một miếng vải dán ở ngoài như cái này. Cây trên này là sẽ cố định vào trong này. Còn cái này là để cho cái mắt nó phồng ra nè. Như đây. Mình kéo lên đây. Mình chưa làm một sợi dây. Khi một sợi dây là mình làm là nó sẽ kéo lên nè. Đó. Mắt sẽ ụp lên ụp xuống. Đó. Và con mắt bên này mình cũng làm như vậy nha. Dây này là mình phải đục cái lỗ rồi mình nhét vào trong á. Anh em khi mắt hoàn thành xong là nó sẽ như vậy đây. Màn đây. Đây là hai sợi dây để mình giật phía trong. Cục mắt này làm hơi xấu. Vải này mình không kia được, không giãn được, nhìn nó xấu lắm. Đây. Đây là mình lấy từ sơn mình làm cái vòng mắt. Cái lỗ để sửa bỏ bóng đèn. Giật cho các bạn coi. Một xíu mình chỉnh máy quay lại xíu. Biết đây cái này nó hơi bị cứng chứ rồi. Và phía trong đây hai sợi dây để mình làm mắt nó giãn, thì là hai sợi dây dính. Các bạn cho các bạn coi con mắt thêm một lần nữa nha.
đây mấy trên mấy dưới cây ba cây là thế này đây, khi mình kéo xuống là chỗ này nó sẽ làm phòng ở giữa cây, nằm đây giữ cái này rồi cây để kéo. Và đầu cái này mình cũng vậy, cái này cũng giống bên kia này, mà mình chơi đây là lông này, cái màng màu xanh đây là đầu cái. Và video tới đây là kết thúc, nếu bạn thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký để mình có những động lực làm những video tiếp theo. Các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.